11 triệu tấn là một con số không hề nhỏ để nói về nhu cầu phân bón trong canh tác nông nghiệp ở nước ta hàng năm. Tuy nhiên, trong số đó, phân bón hóa học chiếm 90%. Điều này gây nên một lo ngại về tình trạng đất thoái hóa, bạc màu cũng như ô nhiễm môi trường tự nhiên. Chính bởi lẽ đó, sử dụng phân bón hữu cơ đã và đang trở thành một xu thế cần thiết để hướng tới một nền sản xuất hiện đại, hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo tính lâu bền. Trong vấn đề chăm sóc đất và cải tạo đất, luôn luôn có cái vấn đề là phân bón. Mà trong phân bón thì nó có cái thứ nhất là cái phân hữu cơ vi sinh, rồi tới những cái phân NPK bình thường, và đặc biệt ngày nay nó có những cái phân bón chức năng. Và như vậy trong phân bón nó còn có gọi là phân bón gốc, tức là cho rễ, hút qua rễ, và phân bón lá nữa. Thành ra có rất là nhiều cái tiến bộ kỹ thuật mới có thể giúp cho bà con nông dân có được những cái chế phẩm, những cái sản phẩm tốt để giúp cho vừa cải tạo đất, vừa cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng qua rễ hoặc qua lá. Tận dụng các chất thải từ chăn nuôi để chế tạo nên loại phân bón hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trường. Đó gần như là cơ hội cũng như thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Bởi lẽ, doanh nghiệp phải mạnh dạn đổi mới công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các nhà khoa học để tạo ra các sản phẩm hiệu quả và an toàn, để từ đó thay đổi tư duy và cách thức trong trồng trọt và chăn nuôi của bà con nông dân. Phân gà, phân cút kết hợp với xác cá tươi. Tất cả những thứ phế phụ phẩm, tưởng chừng bỏ vốn để bỏ đi này, lại đang trở thành nguồn nguyên liệu chính cho một dây chuyền sản xuất hiện đại, khép kín. Với công nghệ Biomax ở nhiệt độ 70 đến 80 độ C, sàng lọc và kết hợp với bộ enzyme đặc chế, đây là toàn bộ quy trình sản xuất để cho ra đời loại phân bón hữu cơ đặc hiệu mà công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Bảo đang tiến hành triển khai. Cá tươi hiện giờ là cá tạp mà cá cho heo ăn hiện giờ rất là nhiều. Và hiện giờ giá cũng tương đối rẻ, Huy Bảo nhập về với công nghệ Biomax này thì bảo nhập về để xử lý chuyển hóa. Và đặc biệt, Huy Bảo đăng ký hợp đồng với rất là nhiều cái trại heo ở đây. Trại heo này là Huy Bảo thu xác heo chết, thu gà chết của tất cả các trại gà ở đây để về qua công nghệ Biomax này để chuyển hóa đạm này thành amino acid. Vì chỉ có công nghệ và chỉ có cái vùng nguyên liệu giống như ở khu vực tại thời điểm này, tại khu vực này mới có thể làm được. Nhận thấy trong thành phần của cá tươi có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cây trồng, đầu năm 2016, công ty Huy Bảo đã mạnh dạn đầu tư công nghệ Biomax. Đây là công nghệ tách chiết những hợp chất hữu ích như axit amin từ xác cá tươi, xác gia cầm để bổ sung thêm vào sản phẩm phân gà sẵn có của công ty. Từ đó, tạo ra loại phân hữu cơ cung cấp nguồn dinh dưỡng phong phú cho cây phát triển xanh tốt, ra quả, đậu trái nhiều, đảm bảo cho cây trồng kháng được sâu bệnh và giúp cải tạo, tăng độ phì nhiêu cho đất. Huy Bảo cũng có một cái định hướng là ra thêm nhiều dòng sản phẩm chất lượng hơn mà giá thành nó sẽ rẻ hơn. Làm sao để mà nông dân ngày càng là lợi nhuận về cái cây trồng của vườn nhà mình, về đầu tư ít lại mà lại hiệu quả cao hơn. Nhìn những vườn thanh long xanh tốt như thế này, mấy ai nghĩ rằng cách đây ít lâu, chủ vườn từng không khỏi lo lắng về tình trạng cây bị già cỗi và sâu bệnh. Việc sử dụng các loại phân chuồng truyền thống không đủ cung cấp dưỡng chất cho cây, khiến cho năng suất bị sụt giảm là tình trạng mà nhiều bà con canh tác thanh long ở đây vẫn gặp phải. Tuy nhiên, kể từ khi có sự tư vấn của các chuyên gia kỹ thuật, có sự liên kết hợp tác với doanh nghiệp Huy Bảo trong việc sử dụng các loại phân bón hữu cơ công nghệ cao, vườn thanh long như được hồi sinh, cho năng suất tăng mỗi vụ. Nói chung cái quy trình mà ấy là mình rải bao gốc, xong rồi là mình đậy rơm, rồi là mình tưới nước, là trong vòng cỡ một tuần lễ thôi là nó sẽ ra rễ, điều mà lại cây nó phát triển hết sức là nhanh. Thì nói chung mà mình mới làm một lần đầu rồi cũng chưa kinh nghiệm gì lắm đâu, mà thấy là cái trái thì thấy cũng đẹp đó. Giờ mới thấy trái thì thấy cũng ưng bụng đó. Với gia đình anh Phạm Văn Lâm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thì không khỏi phấn khởi. Năm nay, 100 trụ thanh long của gia đình anh cho năng suất hơn 20 tấn, gấp 1,5 lần so với trước. Hơn nữa, với việc sử dụng phân bón hữu cơ Huy Bảo, anh hoàn toàn yên tâm khi trong giai đoạn thu hoạch, cây vẫn được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để bật chồi, đảm bảo cho sự khỏe mạnh, xanh tốt cho vụ sau. Trước đây gia đình tôi sử dụng phân bò để bón cho tiêu, nhưng mà phân bò kém chất lượng rồi, năng suất tiêu thấp lắm. Năm ngoái tới giờ sử dụng phân bón Huy Bảo mấy N331
thấy năng suất nó hơn trước đây. Gia đình tôi thu hoạch cả mùa tiêu là được có tận tiêu à. Giờ sử dụng phân bón huy bảo này thì được 4 tấn, hơn 4 tấn. Thì trước giờ gia đình tôi trồng cà phê được lâu năm rồi đó, dùng nhiều loại phân bón. Nó vẫn cũng xanh, cũng tốt, nhưng mà cái đến lúc mà vào quả là nó hay bị rụng quả. Mà mình không bón kịp thời thì nó cây nó mau vàng, mau hư cây. Sau khi dùng cái phân huy bảo này thì thấy cây cối nó xanh, nó tươi tốt lâu hơn. Lỡ mình không bón kịp thời cái thời gian nào đó thì muộn đi thì nó vẫn cứ còn xanh, còn tốt, còn cứng cây. Mà quả thì hạt nó phát triển đều, người là năng suất nhân nó tốt hơn. Như mình bỏ phân như vi sinh khác, hóa học khác đồ thì nó nuôi trái lúc đó, mà thời điểm mà nuôi trái là nó mầm rồi nó đâu có nảy nở đâu. Còn cái phân này bỏ vô mà trái chín mà mầm nó vẫn còn tươi tốt, cắt trái xong mà mầm còn giữ nguyên cái đó. Thường thường như ở Thanh Long mình cắt trái rồi là mầm tàu rồi nó sụp xuống hết, còn con này nó không có sụp tàu gì, khả năng nó em thấy nó đẹp hiệu quả rồi. Doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư khoa học kỹ thuật để tạo ra loại sản phẩm vật tư chất lượng, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây trồng, đất đai và bảo vệ sức khỏe cho chính bà con nông dân. Bà con được định hướng và tiếp cận với những phương thức canh tác tiên tiến, những loại vật tư đầu vào hiệu quả để tạo ra những sản phẩm nông sản an toàn, giá trị. Mỗi vườn cây trái xanh tốt, vụ mùa bội thu, đó không chỉ là thành quả lao động của những người nông dân cần cù, chịu khó, mà còn là hiệu ứng tích cực trong mối liên kết giữa nhà doanh nghiệp, nhà khoa học khi đưa các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Đó là hướng đi cần thiết và cũng là tất yếu để xây dựng một nền canh tác hiệu quả, văn minh và bền vững.